Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy cắt cành trên cam. Bây giờ mình đây là phụ kiện của máy. Bây giờ mình lắp rác thử. Máy sử dụng động cơ Honda GX35. Đây là phiên bộ hành Honda. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp cho các bạn xem. Trước tiên mình sẽ gắn thanh trụ chính của nó, trục chính vào đầu máy. Máy sử dụng sẽ như thế này. Hay là côn hay vớt nên mình sẽ gắn như thế này. Bắt ốc vào. Máy có một thanh trắng để động cơ, để phía dưới đây, nhưng mà cái này mình sẽ lắp sau. Tiếp theo ta sẽ gắn lắp cần nối của máy vào. Đây là cần nối. Dặn lỏng con ốc này ra. Các bạn để ý bên trong nó có một cái trục. Trong máy có một cái trục. Và ở bên này nó sẽ có một cái cây. Cây trục mình phải nối nó vào đúng cái khớp. Khớp máy để nó bám cái trục. Bám cái trục vào để nó xoay được cái đầu. Thế nào các bạn lắp vào cảm thấy ở đây con ốc này nó gạt xuống hẳn 100% là được, rồi xoay ốc rồi. Xoay được rồi. Tiếp theo ta sẽ gắn đầu cát với lưỡi lan vào. Ở đây cũng tương tự.
dăng lỏng rồi. Đúc thẳng vào, đúc mạnh vào cho nó ghép khớp luôn. Đó. Quạt cái này xuống. Con này khâu quan trọng nhất phải lắp đúng cái khớp của nó, bởi vì nếu mà lắp không đúng cái khớp của nó thì lưỡi lam nó máy nó sẽ không chạy, hoặc là chạy quay rất là yếu, mặc dù ta bóp côn nó cao, gai cao nhưng mà nó quay rất là yếu. Xoay lại. Tiến hành là lắp lưỡi tay, lắp lưỡi tay với băng nó lên để xếp xếp về. Sau khi lắp tay cầm với côn, ta sẽ chuyển sang lắp thân nối. Nhưng mà trước khi lắp thân nối thì phải lắp cái tay nắm của nó, cho tay nắm vào. Dặn lỏng cái này ra. Sau khi lắp tay cầm vào thì nó sẽ gắn vào. Các bạn để ý ở đây nó có một cái lỗ, bên trong nó một cái khó, nó sẽ đúc cái thẳng một cái lỗ này cho cái khó nó dập xuống, móc xuống cái lỗ này để nó không, khi kéo ra nó sẽ không bị xuất ra. Đó, bật cái này xuống rồi ta bắt đầu xoay. Bạn để ý khi mà kéo xuống mà mình giật ra mà nó như thế này, nó chưa dính có nghĩa là lắp đã bị sai, ta bắt đầu chỉnh sửa lại. Ta đánh mạnh nữa các bạn. Cái này nó cứ cắt ra được, khi mà nó xoay không được nữa là được. Bắt đầu bấm mạnh xuống, các bạn nhớ là phải đẩy mạnh đẩy thật mạnh vào và lắc cho cái con chốt nó móc xuống, nó móc vô cái lỗ, lúc đó được. Bây giờ lúc đó không được nữa. Còn về khu vực tay cầm, các bạn nhớ ở đây là khi ta cầm thì ta có thể điều chỉnh cái đây, mình có thể kéo xuống như thế này, hoặc là đối với một số người tay dài thì có thể kéo lên tí xíu, nhưng mà khuyến nghị là các bạn nên để ở khúc này, tại vì cái cần này rất là dài nên để khúc nó sẽ chia sẻ lực tốt hơn. Còn nếu ta để cái tay cầm ở khúc này thì nó quá ngắn, mà sử dụng thì nó dễ gặp bị gãy cần nữa. Xong rồi.
sau khi lắp cần nối xong, tay cầm xong, ta sẽ tiến hành lắp tiếp lưỡi lan vào đầu cắt và cái đỉnh trên của máy. Ở đây trước khi gắn cái đầu đỉnh trên của vào cái cần nối thì ta sẽ tiến hành lắp lưỡi lan trước để khi chỉnh sửa thì nó sẽ dễ hơn. Lắp lưỡi lam, lưỡi cắt của máy thì cũng tương tự như là lắp lưỡi cưa xích. Các bạn để ý cái hướng đi của máy. Thông thường máy nó sẽ đi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Nên ta sẽ gắn cái lưỡi. Đây là bạn để ý cái mũi tên, ở đây nó có mũi tên. Nên sẽ lắp nó đi đúng hướng mũi tên đi vào cái máy, máy sẽ chạy như thế này và khi nó cắt nó sẽ cắt. Ta tiến hành lắp. Khuyến khích mình lắp dàn trên trước rồi ta bắt đầu móc vô thì sẽ được. Các bạn để ý là có một cái ốc của con này để điều chỉnh cái độ căng chung của xích, nên ta phải móc ốc vào cái lỗ này, có cái chốt, nên nó có một cái chốt nhỏ, ta sẽ móc vào rồi bắt đầu kéo ra. Khi nó để vào rồi ta bắt đầu úp cái nắp lại. Để điều chỉnh độ căng chung của xích. Đó, điều chỉnh độ căng chung của xích. Mình sẽ vặn một con chốt ở dưới này. Nhưng trước khi vặn là ta phải về vặn dùng cái con ốc này ra để ta vặn nó dễ hơn. Đó, bây giờ đã hơi chung chung rồi, ta bắt đầu dặn xiết ốc chặt. Sau khi lưỡi căng thì ta bắt đầu lắp cái lưỡi cắt vào cái cần nối của máy. Tương tự cũng như bên kia, ta sẽ để ốc này vào phía dưới nhìn cái chốt. Sẽ đẩy mạnh vào. Mình mở dùng ra. Đẩy mạnh. Và ta bật xuống. Kiểm tra thử, ta sẽ bật xuống. Ta bắt đầu lắc. Xuống. Các bạn lắc tới khi nó nghe cái cốt là được. Nghe cái cốt là máy nó đã vào. Đó bắt đầu siết chặt ốc vào. Đó, như thế này là ok, khi rút ra cũng được là ok.
Bây giờ hôm nay là dây đai của máy. Dây đai thì ta sẽ xuống dưới này, móc vào đây, sẽ đeo lên. Tiếp theo sẽ gắn dây côn của máy vào cái đầu cát này, sẽ lắp lên. Đây là hộp gió đấy. Tiếp theo sẽ gắn dây côn và dây mát cho máy, tháo cái bộ lọc gió ra, gắn dây côn trước, côn sẽ kéo như thế này. Xuống một tí. Rồi tiếp theo thì ta sẽ gắn dây côn và dây mát cho máy, thì côn nó sẽ móc vào. Móc dây côn và kéo xuống. Đây sẽ gắn vào. Tương tự. Khi khởi động máy thì đây là động cơ 4 thì nên ta sẽ dùng xăng riêng, nhất riêng. Ở đây là bình xăng của máy. Đây là bình xăng của máy, bên này là nhớt. Nhớt thì các bạn châm tầm khoảng 100ml là được. Bình nhớt 1 lít ta xài khoảng 10 lần. Bình nhớt 1 lít ta xài rất là lâu. Đây là bộ gió. Đây là chỉnh gió. Kéo lên là mở, kéo xuống là tắt. Đó, khi khởi động máy thì ta khi sau khi đổ xăng, xăng châm xăng và nhớt vào, ta sẽ bơm. Đây là bình xăng con, nó có một cái nút. Cái nút ta sẽ để nhấn cái nút này, nhấn tầm 10 lần ta sẽ giật máy. Nhưng mà trước khi các bạn giật máy thì các bạn phải mở nút nguồn của cái công tắc trước, mở nút công tắc lên trước. Rồi ta sẽ giật, bơm xăng, rồi ta giật. Giật tầm 2 cái thì máy sẽ nổ. Tiếp theo là cái bình nhớt. Đây là nhớt. Nhớt của để bôi trơn cái lưỡi xích. Ta cũng châm nhớt vào. Ở đây ta châm nhớt. Ở đây 2 thì 4 thì đều được. Tại vì nhớt này chỉ bôi trơn cái lưỡi xích thôi. Ở phía dưới nó có một cái nút này, các bạn để ý là cái van dặn, cái van này để điều chỉnh cái lượng nhớt để bôi trơn sức trong quá trình sử dụng khi máy chạy. Rồi các bạn để ý, các bạn lấy một tờ giấy, các bạn trắng ở phía trước tờ giấy carton á, các bạn trắng phía trước, cảm thấy khi nào mà nhớt á, nó văng ra á, mà cái lượng mà vừa đủ để nó đủ bôi trơn á thì được. Còn nếu mình không văng ra thì ta phải chỉ vặn cái nắm cái nút ở dưới phía dưới này, ta phải dặn ra để cho nó nhớt nó ra đều để bôi trơn cái này, cái lưỡi xích thì cắt máy nó sẽ trơn tru, nó hoạt động trơn tru hơn, ổn định hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.